ăn uống theo phật giáo đối với đạo phật vấn đề ăn uống rất là quan trọng cho nên ăn uống cần phải tiết độ đúng cách ăn uống của phật giáo như lời đức phật dạy này hiền giả thế nào là tiết độ trong ăn uống ở đây này hiền giả tỳ kheo như lý giác sát thọ dụng các món ăn không phải để vui đùa không phải để đam mê không phải để trang sức, không phải để tự mình làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được duy trì và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, này hiền giả là tiết độ trong ăn uống. 180 tương ưng tập 4 đúng vậy người tu sĩ phật giáo ăn không cần ngon ăn không phải vì ưa thích ăn không phải để mập khỏe trẻ đẹp mà ăn chỉ để duy trì sự sống ăn để không bệnh tật ăn để cơ thể được mạnh khỏe để tu tập để sống đời phạm hạnh ăn không vì các cảm thọ lạc mà vì sự ngăn ác pháp và diệt trừ ác pháp ăn để sống trong tâm bất động để thấy được tâm thanh thản an lạc vô sự ăn để sống làm chủ thân tâm cho nên ăn uống tiết độ của phật giáo không có khó khăn mệt nhọc chúng ta ăn uống mục đích giải thoát vì vậy ăn để sống chứ không phải sống để ăn cho nên ai cho gì thì chúng ta ăn nấy chứ không phải vì ăn mà đi chọn lựa thức ăn này thức ăn khác người muốn ăn cái này cái khác hay chọn lựa thức ăn này thức ăn kia là không đúng người đệ tử Phật. Nếu chúng ta chịu khó nhìn sự ăn uống của một người là biết người đó tu theo Phật giáo hay tu theo ngoại đạo. Người tu theo Phật giáo thì ăn ngày một bữa vào giữa ngày, không ăn uống phi thời lạt vặt, người ăn uống phi thời lạt vặt là không phải đệ tử của Phật giáo. Nhất là những người tuyệt thực lại còn không phải là đệ tử Phật, vì Phật không có dạy tuyệt thực tuyệt thực là những người đệ tử của ngoại đạo Bà La Môn. Người tu theo Phật giáo mà còn lựa chọn món ăn này hay món ăn kia là không phải đệ tử của Phật. Người tu theo Phật giáo mà còn ăn thịt chúng sinh, mặc dù ăn, không nghe, không thấy, không giết, không nghi, không biết, cũng không phải đệ tử của Đức Phật. Đạo Phật là đạo tránh niệm tỉnh giác, cớ sao lại ăn, không thấy không nghe, không giết, không nghi, không biết, rõ ràng là ngoại đạo mà dán nhãn hiệu Phật giáo để lừa đảo Phật tử. Đạo Phật là đạo từ bi, khi ăn miếng thịt chúng sinh vào miệng mà không biết sao. Ăn vô phân biệt, ăn không còn biết ngon hay dở. Đó là cách thức tu sai Phật giáo, Phật giáo dạy ăn biết ngon mà không dính mắc chấp trước, thấy nghe cũng vậy phân biệt rõ ràng đẹp xấu yên tĩnh hay ồn náo đều biết rất rõ nhưng không dính mắc chấp trước âm thinh sắc tướng không bị động tĩnh chi phối tâm trước mọi cảnh thuận hay nghịch tâm luôn luôn bất động đó mới là người tu theo phật giáo cứ hở ra một chút là tâm bị động bị chướng ngại tâm luôn luôn bất an người tu theo phật giáo như vậy là theo ngoại đạo phật giáo không có dạy tu tập như vậy Xin quý vị lưu ý, đừng để mình tu tập sai pháp mà không biết thì thật là tội nghiệp. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Trích 12 cửa vào đạo, nhà xuất bản Tôn giáo 2012.